người để vô trong đó. Trong cách lễ hội của mấy bà phải lễ nghiêm, quần áo chỉnh tề, ăn nói phải cho nó lễ phép. Khi bên trong quan cũng vậy, phải lễ nghiêm. Nhưng Phật pháp đó không có lễ nghiêm. Phật pháp chỉ vô là một người bình thường tịnh, một người tịnh tâm là được. Bên thánh tiên rất là khó, khó hơn Phật rất nhiều lần. Họ không từ bi, Phật từ bi. Có thể mình làm sai, có thể được ăn sáng, nhưng Phật thánh tiên sai rồi bị đài. Sai là bị phạt. Phạt là đài. Đài mình đủ thứ hết. Vậy là ở trong hiện tại là bây giờ là Hồ Ly là mình là có thể cho bà con được biết là hiện tại là mình là có phần căn về cái gì nào không, hay là mình về xã hội? Em về xã hội. Giống như là cái lễ đó mà thiếu cái vị nào đó thì em sẽ đóng tuồng cái vị đó. Cái tỷ cái lễ hội đó không có cung nữ thì em sẽ làm cung nữ. Cái lễ hội đó không có lĩnh bà ở nước khác thì em sẽ mặc bộ đồ khác, làm một cái lĩnh bà ở nước khác, hay là một cái lĩnh bà ở đất nước Việt Nam mình đang lên thiên, bất cứ là cái cõi nhân thiên hay địa thiên thiên tiên. Đó thì mình làm theo cái sứ mạng của thiên liêng muốn mình phải mãi phải mặc đồ. Đến đây thì em tối ngày em chỉ mặc đầm thôi à, mặc đầm khi em đi ra đường hay là chạy xe, mặc đầm khi là công việc đó. Tại vì cái dùng này là dùng của cái người Campuchia, của người Khmer. Về đây là Bắc Hồ là phải mặc như vậy, phải xứng với Bắc Hồ. Đất cái đang mình đang ở cái chỗ mà như đây. Thí dụ như mình lại cái nơi tâm linh đó là mình làm sao mà mình biết được là thiếu cái gì đó, thiếu cái gì nào đó là không có ai về, là em Hồ Ly phải dạ lại đó để mà diễn một cái vai đó. Giống như cái đợt vừa rồi đó, các anh đã quay trong cái miếu bà Thượng Lộc Phú Hỷ. Ai cũng muốn dành về sắc bà. Ai cũng về sắc bà đó. Nhưng mà chẳng ai muốn là một người hầu đứng phanh tay để hầu. Hầu điển bà xuống. Ai cũng muốn lớn á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mình hầu một cái một giờ đó đó thì bà ở trên bà cho mình cái hồng lực khác nữa, con người mình khỏe mạnh thêm nữa. Mình càng hầu điển là con người mình càng ngày càng đẹp, càng xinh, càng thông minh, sáng suốt. Vậy là ai cũng muốn về là sắc lớn sắc bà hết, nhưng mà Hồ Ly thì trong cái dây tuồng nào mà thiếu một cái gì cung nữ hầu nữ gì đó thì là em sẽ trong cái dây đó. Và em có thể chia sẻ cho bà con được biết là khi mà cái phần thiên liêng hoặc là cái phần nào về đó là ở trong cơ thể mình nó như thế nào? Hồ Ly nói chung là nó lưng lưng nó khó chịu lắm. Là mình muốn bỏ về, mình không muốn hội với người này, mình cũng phải bắt mình phải hội với người đó. Anh thì mình đang nói vấn đề của người đó đang cần cái gì, thiếu cái gì. Tại mình làm việc mà bị bắt buộc không, chứ không phải là ý mình muốn. Mình không có muốn ha. Dạ đúng rồi. Là lúc đó là trong cái cơ thể mình nó bức rứt hay là nó cái điện nó về là nó nặng đầu hay sao? Nó không có nặng đầu, nhưng mà nó lừng sừng giống như điện chạy trong người đó. Nó chạy hết trơn cơ thể luôn hay sao? Tay chân luôn. Nó chạy giống như là tay chân mình ngủ. Rồi khi mình đã ra được cái phần đó, mình nói xong là mình muốn mình về mình quyền phải không? Ra rồi tự động người mình khỏe bình thường lại. Khỏe hơn lúc kia nữa. Nhưng mình không ra là người mình nó mệt, nó làm khó chịu, nhưng cái người mà về không được, người ta phải ác xì khi làm dữ dằn, ta kìm lại á, thì nó bung ra. Bây giờ nó trên dạy cho mình, tặng cho mình biết rõ thực. Là lúc đó trong cái cơ thể mình á là nó khó chịu đúng không? Nó khó chịu rồi mình giống như là, nhưng mà trước khi đó là mình biết được là cái gì nào đó đã về chưa? Dạ biết. Biết rồi đó, lúc đó là mình buông xuôi để cho họ vào hay sao? Dạ đúng rồi. Giống như bây giờ anh kể cái phần đầu tiên khi mà mới bị hành căn cho anh hiểu và hai anh đều hiểu và mọi người đều hiểu. Khi mình mới hành á, cho mình thấy những người âm, những người đang chết chứ, lẫn bẩn là đang ở trong nhà, đang ở dưới ngoài đường. Rồi khi mình thấy mấy người đó họ đang cần gì mình, họ xin cái gì về mình, họ muốn là mình cúng cho họ cái gì, hay là họ muốn vô cái xác mình một chút để họ làm những việc của họ đang muốn, nhưng tỷ họ muốn ăn cái món đó, cái họ muốn mượn cái xác mình ăn cái món đó. Khi đến với gia đình người đó mới mất á, đi một năm hai năm đó, cái người đó tôi muốn về á, cái họ xin mình thấy họ kêu mình, họ cho họ xin mình cho họ mượn xác mình để mình cho họ vào. Khi mình cho mượn á, khi trên điện phóng xuống á, chỉ cho mượn một nén hương thôi, xong một nén hương thì phải ra.
nếu như mà không nha, ngừng mà mỗi lần lúc mà em mới bị mà chưa có tu nhiều, chưa hồi em có em cho họ mượn đó, 3 ngày nằm đó, cho mượn trong vòng một tiếng nghe là 3 ngày em phải nằm là đuối sức, tại vì cái phần âm vô á, phần âm nó mệt hay sao? Dạ mệt lắm, nó mệt hơn phần thiền ha. Phần âm nó khác, cái phần âm đó, nó cõi này nó không có thần lực, nó vô mình đang khỏe, nó vô mình đã mệt, nhưng phần thiền á xuống á là mình mạnh giỏi, khỏe hơn cái lúc kia nữa, giỏi hơn, thông minh hơn, mà cái phần âm đến á mình kiệt sức, mình đủ thứ chuyện hết trơn á, nhưng mà mình thương cho họ, thì họ còn những cái điều mất ước với gia đình họ, những cái điều mà họ nhắn gửi lại họ chưa làm được á, cái lúc đó em cũng cho nhiều, sau này em không cho nữa. Cái qua cái em nhận được các điểm thiên của các ngài cũng cho nữa, thì cho sau này cái trăm quan về. Trăm quan về mượn xác mình thì bính nhỏ. Thì khi cái trăm quan thì các lượng bà về cho mình á, dạy múa. Dạy mình vẽ chữ. Vậy là em có thể cho anh hỏi một chút, cũng như là bà con hỏi là, cũng như là cái phần, khi mà cái phần âm vào cõi vô hình đó, cái phần âm họ vào là họ đều xin mình trước, chứ đâu phải là họ muốn vào là vào. Dạ, họ xin. Họ xin mình, khi mình xin mình thì mình mới nguyện lên mười phương chư Phật, nguyện lên Phật Thánh Tiên, bây giờ các Phật hồn đó đang muốn mượn xác con thì mong các ngài hộ lực cho họ mượn con trong vòng một nén hương, chẳng người mượn mình thì tống ra sao? Phải mượn mình phải nguyện Nam Mô Quán Âm Bồ Tát xin mẹ đại từ đại bi mà cho Phật hồn thì mượn một chút thôi. Khi xong một nén hương tự động xuất ra. Vậy là trong một nén hương là tự động xuất ra ha. Còn nếu mà mình không nguyện thì nhiều khi là vô luôn. Dạ đúng rồi. Rồi có những người đi cầu cơ nó vô luôn, nó không ra. Những người đi sinh số thì cầu đúng cơ rồi, nó đúng vô rồi, luôn, đúng không rồi. Ra. Đúng mình rồi. Là một vị tâm linh thấy, mình cho phép họ. Rồi khi mình cho phép họ, mình phải trình với cổ quyền họ. Tôi sẽ cho cái hồn này về một chút xíu để mượn. Mượn để nói về cho con cháu nghe một chút xíu thôi. Vì khách tôi không có quan tâm như thế. Thì ra là vậy ha. Dạ. Rồi từ từ mình tu thì cách sao trước thì phần âm vô, còn thử thách của mình còn có ham muốn không, sau này cái mình mới được minh thánh về, tiên về, điển Phật phóng xuống, vô duyên của điển Phật phóng xuống cho mình sáng suốt hiểu đạo. Vậy là trong cái thời gian đầu cũng giống như là mình bị khảo vậy đó không? Dạ, đúng rồi. Cũng giống như là mình đang thi vậy. Dạ. Trong cái thời gian đầu. Dạ. Giống như người ta về mình rồi mình có thể xin ông đó không? Mình không có sưng, mình không có gì hết, mình nói là khi ra mình là cũng vừa bình thường giống mọi người, không có gì, họ mượn mình chút lát thôi. Nói chung là ai có thể cũng mượn mình được hết, nhưng mà đóng tù xong như tiện em đang diễn cái tù đó mà ở trên em đóng 3 tiếng, xong 3 tiếng là em phải tháo bộ đồ đó ra, phải tháo tóc tai ra. Tại khi em cho em diễn cái tù khác là khi bắt em phải đeo 3 bộ đồ, đúng không, là một cái tù là một cái kiểu tóc khác nhau, một cái trang phục khác nhau. Là lúc đó, lúc mà cái phần đó vào là trong cơ thể mình, là lúc đó mình còn biết không? Hay là dạ, mình nhớ được chút đỉnh nào? Tại vì mình có lực á, cho mình biết được, nghe được, và cho mình hiểu được nữa, cho mình nhớ lại những gì, làm kinh nghiệm. Những người không có lực á, khi ta vô, ta không biết, thì ta ngắt. Những người không có lực đâu, không có phước đâu, ta vô cái là đâu có lực. Họ ngắt xuống thì họ về sạch, họ ngắt xuống thì ngã ngang, thì đập đầu tùm lum chưa phải có người đỡ. Mình thì về cũng như không về. Tại vì mỗi ngày mình làm phúc cho bản thân mình, tại vì em làm á, việc á, em lấy hút nam là em làm cái việc hồi hướng cho cái thân xác em trước. Nếu mình khỏe mạnh mình mới làm được cho mọi người. Vậy là cái em thì em đi làm phước này kia thì chắc có trí huệ này kia rồi. Dạ. Cho nên thì mình khi mà cái phần đó vào thì mình cũng vẫn còn biết, nhưng mà cũng hơi mơ mơ màng màng đó, phải không? Không có mơ màng. Vẫn biết luôn hay sao? Dạ, vẫn biết, nhưng mà người ta không có hỏi mà giống như người ta ấy. Nhưng mà giống như bữa đó em múa trên kia, thì họ về họ cho em múa là phải ngáp nhiều. Điểm phóng xuống á, phải ngáp, phải múa theo cái điểm kia. Em muốn rất là nhiều điệu, nhưng mà đến đó cho một điệu đó thôi, quyền bánh giỏ cũng vậy. Có cho anh hỏi thêm một câu nữa là cái phần âm á thì họ vào cơ thể mình. Còn về cái phần thiên liêng đi thì là có đó, có phải là điển, chỉ là điển xuống đứng bên tay chứ không phải là một cái gì thiên liêng mà xuống nhập vô mình?
điện như là phóng điện xuống từ trên đầu mình chạy dài xuống tầm thấp mình cái đó là chỉ là điện xuống thôi chứ không không có nhập vào giống như là cái phần âm nhập vào đúng không Hồng Liên? Khi cái điện trên nó bắt mình nói phóng xuống là tự động điện mình nói. Vậy là điện nó mượn khẩu nó ra. Đúng rồi, những cái việc mà em chưa từng nói mà tại sao mình nói được. Những cái việc mà em chưa học nói được pháp của Phật và tại sao điện nó xuống là em nói được pháp của Phật. Thì cũng giống như là trong là thần thánh tiên Phật thì theo anh nghĩ anh tìm hiểu thì có phải là thần thì vẫn còn về nhập xác? Dạ có, nhưng mà có ông thần chánh, ông thần tà cũng có chánh tà. Dạ nhưng mà cái người đó đến tại vì Phật mẫu sai xuống hai vị thần, một vị thần chánh một vị thần tà, ai thích học con nào thì học con đó. Nhưng mà mình có nhân duyên mình học hết hai ông, tà chánh mình cũng học hết trong người mình hết. Là làm xã hội mà phải không? Dạ, là mình có thể giống như em chơi người tà được, em chơi người chánh được. Chỉ người mà tà thì chơi với tà, mà chánh chơi với chánh, như mình đời mình không phân biệt được tà với chánh. Tại vì người ta chưa hiểu ra cái gì, mình đâu có nói người ta đúng hay sai. Bây giờ người ta thấy em vậy thì người ta cho em sai. Nó tu hành gì, ăn mặc dọn gì đâu không giống ai thì là em sai. Em sai với người không biết em, em đúng với phía Bạch Thiên Liên, chứ em sai với Hương Liên. Như là mình làm sao mà Nguyễn tròn nhiệm vụ thiên nhiên giao phó là được rồi ha. Các vấn đề nào, cái bài nào người ta chưa học tới á, cái ta thấy người ta sợ, cái người ta không biết cái bài đó như thế nào, cái gì cũng phải học, ta cũng phải qua trường lớp. Nếu cũng không giống như ngoài đời thường vậy đó ha, cũng phải đi học ha, từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi ha. Giống như tiết thể dục, ta phải mặc thể dục, đồ thể dục ta mới cho anh vô. Tiết thể dục anh mặc đồ học sinh, ông thầy kia phải đuổi anh ra. Đúng rồi, đúng rồi. Kêu là nhập gia trì tục. Giống như cái đạo của người ta đang cúng theo cái kiểu của người ta. Thế tự động mình vô mặc cái bộ đồ khác, cái áo của người ta như cái đạo của Cao Đài mà áo trắng gì, anh mặc bộ đồ khác nó đâu anh vô cúng. Anh lại khác người ta, anh cũng thấy rồi, anh đang xúc phạm người ta. Tại vì anh làm sai hơn ta là ta bị ai mấy người ngồi gần mình đó sẽ bị đủ thứ hết. Bởi vì ta nói là nhập gia trì tục. Nếu như mình muốn cúng chung người ta, mình phải mặc đồ giống người ta, lại giống người ta. Ở nhà mình muốn lại sao cúng sao cũng được, nhà của mình. Giống như là cõi ngoài đời thượng mình với cái phần tâm linh thì nó cũng giống, nó cũng hai bên nó cũng đồng nhất lý nhau. Dạ đúng rồi. Giống như giờ con người có một cái xác mà về tới 10 cái hồn hay là 20 cái hồn, cả trăm hồn, nhưng mà mình phải biết là cái hồn nó về là để làm việc gì, để thôi do bản thân của mình làm sai, chứ thiên liên không cho mình sai. Tu mà tu quý được cái sự trân trọng của người ta là cao sang, tu không có ta cao sang. Tu là một kẻ thấp hèn chứ đâu có cao sang. Ông Phật đâu cao sang, ông đắc đạo đâu cao sang đâu. Tại do bản thân mình tự cho mình cao sang, đâu có cao sang đâu, không có cao sang. Là mỗi đêm là mình mỗi đọc những cái bài sấm giảng hay sao Hồi Liên? Dạ, đôi lúc em có thể đọc, khi mỗi lúc mà em bị mà người ta nhiều người áp lực em quá, khảo em á, em đọc em nhớ lại cái vị mà Đức Quỳnh Giáo Chủ, một vị thánh nhân, là nhà em là đạo nhập cháu Hoa Hảo, là bên nội bên ngoại cũng đạo nhập cháu Hoa Hảo, nhưng mà có riêng em là bị hành như vậy thôi, nhưng mà cũng giữ nghề nếp của ông bà ngày xưa. Nhưng mà cái trách nhiệm trọng trách của em á, là ngày xưa em đã cúng dường cho mười phương chư Phật và thánh tiên, các ngài có thể mượn sắc em bất cứ lúc nào. Là mỗi lần mà Hồng Liên về xác thì sau khi mà mình được các vị ngày mà đến đó, thì mỗi lần mà xuất ra đó thì Hồng Liên có cái cảm giác như thế nào? Nói chung là nó hơi mệt một chút. Nó hơi mệt nhưng mà chút xíu mình tỉnh mau lắm. Nó mệt cũng như cái kiểu là mình chỉ quơ một cái tay hay là một cái chân đi cũng mệt. Nó không phải giống như cái kiểu là bình thường. Bình thường có thể mình học giỏi, mình bính giỏi hay là múa mình nhảy gì đó, có tiếng hồn mình không mệt. Nhưng cái này điển thiên chuyển mình, giống như là mình chưa từng học giỏi, tại sao mình bính giỏi được. Và nhiều khi cái phần chu vi của mình đó, thì mình mỗi lần ra như vậy đó thì mình thay tự thấy luôn ha. Dạ. Giống như mình thấy người đó như thế nào, mình chỉ cách cho người ta tự cứu người ta đang gặp nạn. Nhưng cái nạn đó tại họ tự làm,
mình phải chỉ đường tự họ cứu họ, chứ mình không nhúng tay vô được. Thì nghiệp lực của họ làm sao nhúng tay được được. Cũng đúng ha. Nhiều khi họ bị phạt hay là như thế nào đó là mình không có nhúng tay vô. Nếu mà mình nhúng tay vào đó là mình gánh cho họ hay sao? Không gánh, mình phạm thiên. Mình phạm ha. Thiên đang phạm người đó. Mình là người phàm, mình được một chút điểm quan thiên. Tại sao mình phải gánh người đó? Tại sao phải phá lục thiên? Không phá lục thiên, lực thế gian phá không được, nên làm sao phá lục trời được? Vậy là mình chỉ là lại mình sinh thôi. Không sinh, mình chỉ nhắc đến cái xác đó. Sám phải hối. Cố gắng à, sám hối làm sám hiền anh dữ nha. Phải biết có lỗi gì mình làm nha, mình phải tự mình sám hối. Ai đây tự động mình đến, tự động mình nguyện gái làm đủ vô ta làm gì. Rồi mình giống như chích tay họ để phá lại lục thiên.